Ngày mai ta định không để cũ công chúa vào trong phủ. Tướng quân, làm vậy vì Cẩm gia đúng không? Hôm đó để Cẩm Nhi không bị liên lụy, vì bảo vệ mùi ấy, cho nên không công khai chuyện bọn ta đã thành hôn. Cẩm Nhi đã phải chịu thiệt thòi. Ta hiểu tính tình của Cẩm Nhi. Lần này của công chúa tới đây, sợ Cẩm Nhi lại hiểu lầm, nên ta nhất quyết không chấp nhận. Nhưng mà dù gì cũng là ý chỉ của hoàng thượng, từ chối công khai sẽ là kháng chỉ đó. Thân là đại trượng phu phải có nguyên tắc. Nếu làm tổn thương tới Cẩm Nhi thì Sở Thu Minh ta phải hối hận cả đời. Đừng nói tới công chúa gì đó, cho dù là tiên nữ hạ phàm cũng không thể nào bằng một nụ cười của Cẩm Nhi. Ta và Cẩm Nhi đồng lòng, một đời một kiếp vì Cẩm Nhi, vào dầu sôi lửa bỏng, chết cũng không sợ. Cẩm gia thật sự rất có phúc khi được gả cho phu quân tốt như ngài. Yên tâm đi, ta sẽ không bẩm báo chuyện này với hoàng thượng. Huynh giả chết là để tiện làm việc cho hoàng thượng. Nếu giờ không báo cáo, tức là phạm tội khi quân. Ta làm vậy sợ là sẽ kéo huynh vào vòng nguy hiểm, mong huynh đừng trách. Tướng quân là một người giữ chữ tín, Tiêu Túc ta cũng không phải kẻ tham sống sợ chết. Tướng quân muốn làm cứ làm. Tiêu Túc ta ở trong cấm quân nhiều năm, cũng coi như có kỹ năng ngụy trang nhất định. Có điều sợ là phía bên cạnh của công chúa còn có gian tế đại thần trong triều gài vào, tướng quân nhất định phải đề phòng. Đợi chuyện lần này sắp xếp xong thì huynh hãy quay về cung. Một là tránh bị soi mói, hai thăm dò tình hình của cụ công chúa giúp ta. Ngày mai ta sẽ nói với cụ công chúa rõ ràng chuyện ta và Cẩm Nhi. Từ chối cụ công chúa để cô ấy biết khó mà lui, cho Cẩm Nhi được yên lòng. Cửu công chúa phụng lệnh hoàng thượng vào ở trong phủ tướng quân, tại sao phủ tướng quân không hề có ý nghênh đón, còn để công chúa của ta phải tự vào phủ như vậy? Chuyện này không đúng nguyên tắc cho lắm. Sở Tu Minh bái kiến cửu công chúa. Tướng quân miễn lễ. Thứ cho ta nói thẳng, bổn tướng quân không hề muốn để cửu công chúa vào phủ. Sở Tu Minh to gan, ý ngài là sao? Ta và công chúa chưa từng gặp mặt. Trước giờ phủ tướng quân ta có trật tự riêng. Công chúa là thiên kim của hoàng tộc, vào ở trong phủ sợ sẽ tiếp đón không chu đáo, và sợ ảnh hưởng cuộc sống bình thường trong phủ. Ảnh hưởng lẫn nhau như vậy, chi bằng ta sẽ sắp xếp cho công chúa ở nơi khác. Sở Tu Minh, ngài đang kháng chỉ đó. Tướng quân ngăn cản như vậy, ta nghĩ chắc có lý do. Vậy thì cứ nói ra đi. Tại công chúa, bổn tướng quân từ lâu đã có người để yêu thương. Ta và phu nhân tâm đầu ý hợp, tình sâu như biển, tâm son sắt như vàng. Sợ là ở cùng công chúa trong phủ sẽ gây bất tiện cho cả đôi bên. Tuy phu nhân ta rộng lượng, nhưng dù gì cũng là một nữ nhân. Sống như vậy trong một thời gian dài, ta sợ là phu nhân sẽ sinh ghen tị. Bái kiến của công chúa. Lời của Sở Tú Minh vừa nói câu nào cũng là thật hết. Nếu công chúa không tin, có thể hỏi phu nhân. Nếu như lúc này ta thừa nhận lời của tướng quân thì công chúa sẽ càng đau lòng. Ta cũng không thể kể nỗi khổ của công chúa. Phải làm sao bây giờ đây? Lời của tướng quân ta đã nghe rõ. Tướng quân cũng không cần sắp xếp gì khác. Ta lập tức đi ngay là được rồi. Xin công chúa dừng bước. Lời của tướng quân nói không phải sự thật. Ta và tướng quân cũng không phải lưỡng tình tương duyệt.
tướng quân đã giết Hưu Thư, đuổi ta khỏi phủ tướng quân rồi. Khởi bẩm công chúa, tính tình phu nhân ta nóng nảy, trong mắt của nàng ấy chỉ có sợ tuôn minh ta thôi. Chắc chắn nàng ấy nổi cơn ghen tuông nên mới nói ra lời này. Xin công chúa đừng tin. Ta là một nữ nhân, không thể mang thanh danh ra bịa đặt được. Nếu như công chúa tin ta thì nghe theo ta sắp xếp. Cửu công chúa ta tú phụ tướng quân là vinh dự của chúng ta, trên dưới cả phủ phải đối đãi đúng lễ nghi. Mời công chúa theo ta tới hậu viện để nghỉ ngơi. Tại sao Cẩm Nhi lại như vậy? Lại mời công chúa vào phủ chứ? Thật là quái lạ. Ta đã từng gặp vô số người thuộc lòng hết binh thư, nghĩ đi nghĩ lại ta vẫn không đoán được ý của Cẩm Nhi. Quái lạ thật sự. Cẩm Nhi vẫn giữ tính ghen tuông, kêu căng hống hách, ngày nào cũng vậy, chỉ muốn độc chiếm ta. Có phải do bổn tướng quân từ chối của công chúa vẫn chưa đủ kiên quyết có đúng không? Hôm nay tướng quân tại vì ta mà từ chối cửu công chúa, đúng là một người dũng cảm. Dũng cảm thật đó. Quan trọng nhất chính là phu quân chính trực kiên định của ta lại đi nói ra mấy lời tình tứ đó. Tâm son sắc như vàng, tình sâu như biển, chạm tới trái tim ta. Ngưỡng mộ quá đi. Biểu hiện hôm nay của phu quân làm ta hài lòng lắm. Chắc là từ chối chưa đủ kiên quyết khiến cho Cẩm Nhi tức giận nên mới hành động quái lạ như vậy. Có điều lần này cách mà Cẩm Nhi nổi giận hơi đặc biệt đó. Lòng nữ nhân như kim đáy bể, liệu không phải... Liệu không phải gì chứ? Lại muốn thăm dò tướng quân nữa. Nhưng nói đi cũng phải nói lại. Tiểu thư à, người cứ vô tư không suy nghĩ mà đẩy của công chúa vào lòng tướng quân như vậy, có khi nào để mất cả chì lẫn chài luôn không? Ta ngốc như vậy sao? Lần trước công chúa ân tộc tới đây, ta đã sai một lần, cuối cùng làm hư hết chuyện, khiến tướng quân ngày nào cũng cười nhạo ta. Lần này ta không phải chỉ cứu vớt thể diện mà còn phải giúp của công chúa tìm được chân ái, một mũi tên hai đích. Nhưng ngươi định làm gì hả? Ngoài mặt đi của công chúa vào phủ, nhưng thật ra trong lòng đang muốn thăm dò sự chân thành của tướng quân với Cẩm gia. Ý huynh là Cẩm Nhi đang dương đông kích tây, lạc mềm buộc chặt. Nếu đã như vậy, lần này tướng quân phải quyết đoán và giữ thực vững lập trường, phải quan tâm săn sóc Cẩm gia, tỉ mỉ ân cần. Người muốn bí mật giúp... Chuyện này thật sự vô cùng quan trọng, không được nói tùy tiện. Người không nói tướng quân biết chuyện này sao? Không được không được, càng ít người biết chuyện này càng tốt. Nếu như để cho tướng quân biết chắc chắn là sẽ ngăn cản ta. Ồ, Cẩm Nhi, giờ đã trễ rồi, muội không đi ngủ mà còn làm gì vậy? Dạo này tướng quân bận rộn ngày đêm, ngủ không đủ giấc, muội không làm phiền huynh nghỉ ngơi nữa. Cẩm Nhi à, chuyện sáng hôm nay... Chuyện sáng hôm nay quả thật do công chúa. Nếu như bây giờ nói cho tướng quân biết chuyện của cửu công chúa thì e là không hay. Đợi mọi chuyện xong xuôi sẽ giải thích với tướng quân sao? Muội có nỗi khổ riêng, tướng quân đừng hỏi thêm gì muội nữa. Không còn sớm nữa, tướng quân mau nghỉ ngơi đi. Cẩm Nhi, Cẩm Nhi à, rốt cuộc là muội muốn đi đâu vậy? Muội muốn ở cùng với cửu công chúa. Nè, Túc Túc,
Nhung Nhung, hôm qua phu nhân có nói với muội cái gì không? Hôm qua tướng quân có nói gì với huynh không hả? Hả? Lại đây công chúa, ngồi đi. Đây chính là vị trí của tướng quân phu nhân. Ê, không sao không sao, đều là người của mình hết. Phu nhân, phu nhân à. À Tiểu Thông, mau đi lấy thêm một bộ chén đũa nữa. Dạ. Công chúa thưởng thức đi. À, tại tướng quân lo sợ công chúa đi đường mệt mỏi, đã đặc biệt căn dặn bữa ăn này giúp công chúa đỡ mệt mỏi. Mời phu nhân dùng. Mời công chúa dùng. Mời công chúa dùng. Lát nửa chén đũa tới thì muội tự gấp. Phu nhân, đây là tiết yến thượng đẳng tướng quân tìm được đó. Còn dặn dò mọi người không ai được đụng tới, đặc biệt để dành cho phu nhân thưởng thức. Công chúa, người mau thử đi. Bình thường trong phủ không có mấy thứ cao lương mỹ vị, chỉ vì công chúa tới đây tướng quân mới đặc biệt chuẩn bị đó. Vậy Thanh Thu đi chuẩn bị chén khác cho phu nhân. Đúng, theo lời phu nhân nói, bổn tướng quân để công vụ sang một bên, để tới đây ăn hoàn toàn là bởi vì của công chúa. À, đúng vậy. Chỉ vì công chúa tới đây thôi, bình thường phu thê chúng tôi không có ăn chung một bàn đâu. À, làm phiền tướng quân rồi. Công vụ của tướng quân quan trọng, không thể làm lỡ chính sự được. Tướng quân, thường ngày huynh ăn rất là ít, nay của công chúa vừa mới tới, nên ăn một bữa thật ngon đi. Ta ăn no rồi. Không sao, con người huynh ấy chính là như vậy, bình thường cũng ăn rất là ít. Chúng ta mau ăn đi nha. Này công chúa, ăn thử món này đi, ngon lắm luôn đó. Tướng quân, nếu ngài đã biết Cẩm gia chỉ đang thăm dò thôi thì sao ngài lại còn giận làm gì? Có thăm dò cỡ nào thì cũng không nên để bổn tướng quân cho cổ công chúa chứ. Vậy Cẩm gia đã nói gì? Lòng cô ấy chứa cả tứ hải, hiền đức rộng lượng, sắp đem tướng công của mình cho người khác. Nếu Cẩm Nhi mà còn làm như vậy nữa thì đừng trách tại sao bổn tướng quân lại nổi nóng. Trẫm này, nay được cửu công chúa cố ý đem ra làm phần thưởng cho trận túc cầu này. Nếu có người trong mộng hay ý trung nhân thì có thể lấy vật này tặng làm vật định tình. Người thắng cuộc thi sẽ được tặng trăm ngọc. Cuộc thi túc cầu chính thức bắt đầu. Đừng mà, đừng mà. Hey!
lại. Ô, dạ rồi. Hay lắm. Không hổ đại ma dương của mình, anh dũng hơn cả đám người đó, đánh bại hết luôn. Hay lắm. Giao rồi. Hay quá. Hay. Tướng quân lợi hại quá. Trận đấu đã kết thúc, tướng quân giành chiến thắng. Vật này sẽ thuộc về tướng quân. Chúc mừng tướng quân. Hay, hay, hay lắm. Hay, hay. Chúc mừng tướng quân lợi hại. Tướng quân lợi hại. Hay, hay lắm. Tướng quân lợi hại. Chúc mừng tướng quân. Chiếc trâm này quả thật rất đẹp. Đừng, đừng mà. Đừng mà. Đừng mà. Hả? Nếu như phu nhân đã thích trâm thì cứ lấy là được rồi. Thích chứ, thích chứ. Và của công chúa sao lại có người không thích được chứ. Cây trâm tinh xảo như vậy chỉ có công chúa mới xứng đáng thôi. Vậy ý của phu nhân là ta phải trả về cho công chúa sao? Đúng vậy, đúng vậy. Mau đem trả cho công chúa. Quỳnh thắng cụ thi rồi, sao còn lấy đồ của người ta làm gì nữa. Mau đi, mau đi, mau lên. Đi đi. Nếu muội thực sự không thích thì ta sẽ cho cụ công chúa thật đó. Mau trả cho người ta đi. Mau lên, mau lên. Mau lên. Mau lên đi. Không được đâu tướng quân. Công chúa cứ cầm trước. Được, 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 được. Công chúa hãy đứng yên. Cây trâm này quả nhiên là rất hợp với cụ công chúa đó. Yeah.